Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó rất rất chi là nhiều luôn. Ui, cái này chắc tháo cho đến Tết thì cũng không xong hết cái này. Ôi, dài thế. Trên tay của mình đây là hai quả tụ. Thì các bạn nhìn thấy này, một quả bên tay phải của mình rất to luôn, một quả bên tay trái thì nó nhỏ thôi. Đố các bạn biết là quả nào người ta gọi là quả siêu tụ. Quả nhỏ như này, đây màu xanh như này, nhỏ thôi, nhưng đây mới là siêu tụ. Còn cái quả to như này, nó là tụ thường đấy các bạn nhé. Thì siêu tụ thì mình cũng có một vài cái video các bạn cũng xem rồi. Đó là cái khả năng tích điện rất nhanh và phóng điện cũng nhanh. Và đồng thời cái năng lượng của nó tích được thì cực kỳ lớn luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là một cái bóng đèn 12V. Thì cái tụ này của mình nó chỉ có cái điện áp tối đa là 3V thôi các bạn nhé. Nên là cái bóng đèn này nó không sáng mạnh được. Nhưng các bạn nhìn thấy này, với một quả tụ thường thì cắm cái bóng đèn 12V này vào, nó chỉ sáng được chắc chỉ chưa đầy vài giây, hoặc là cùng lắm là 1 phút thôi thì nó sẽ hết điện. Thế nhưng mà với cái quả siêu tụ này thì các bạn có thể là xài hơi lâu một chút, ví dụ như vài chục phút chẳng hạn, đấy thì bắt đầu điện nó mới mới hết đi. Còn đối với quả tụ thường này, mặc dù nó to xác như này thôi, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy đấy, ở đây này, cái dung lượng của một cái quả tụ nó ghi ở đây nó chỉ là 35 microfarad. Còn cái dung lượng của con này, đây con này nó là 360 farad các bạn nhé. 360 farad, mà cái này nó là 35 microfarad, thì mình xem nào, nó rơi vào khoảng gấp 30 triệu lần cơ. Đấy, có nghĩa là cái khả năng tích trữ năng lượng của cái quả siêu tụ này nó gấp khoảng 30 triệu lần so với quả to đùng như này. Các bạn thấy kinh khủng không? Và bây giờ mình cùng các bạn sẽ mở ra so sánh xem ở trong cái quả siêu tụ này nó bé như thế này mà nó có cái gì mà tích điện kinh khủng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau xem ruột gan của hai con này nó có những cái gì các bạn nhé. Rồi, trước khi mà chúng ta sẽ mở thì chúng ta cần phải xả hết điện ở trong các cái quả tụ này đi các bạn nhé. Chúng ta cần phải xả hết điện đi để tránh trường hợp khi mà mở ra nó gây chập cháy. Các bạn nhìn thấy không? Xả với khoảng 2 phút rồi đấy, 2 phút rồi mà điện vẫn còn này các bạn này. Siêu tụ nó tích điện kinh khủng luôn. Hay là bên trong này người ta nhét cục pin vào nhỉ, 18650 hay là một cái loại pin nào đấy, kiểu pin lipo hay là lithium gì đấy. Người ta nhét vào trong đây nó mới tích điện lâu như này chứ làm sao mà đây này, bây giờ vẫn còn sáng thế này. Phải nói là kinh khủng luôn. Chúng ta cứ xả đi, xả cho nó hết trước khi mà chúng ta tiến hành để làm sao để mở tụ ra, thì chúng ta cần phải xả hết nó đi. Đây, cả tụ to này mình xả hết đi. Đấy, các bạn cứ chập vào, chập hai đầu cực này vào để cho nó xả cho nó hết nhanh. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái tụ này ra trước này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là quả tụ. Đấy, các bạn nhìn thấy trong này, đây là cái dung môi này. Ở đây nó sẽ có hai cái cực, các bạn nhìn thấy chưa? Một cái cực được nối với dây phía dưới và một cái cực được đấu ở trên. Đây là cái quả tụ to các bạn nha. Ok, mình cứ tạm thời để đây đã, sau đó mình sẽ mở tiếp với cái quả siêu tụ này. Đây, quả siêu tụ này thì mình cũng đã xả hết điện rồi. Thì bây giờ mình cũng sẽ tiến hành mở quả siêu tụ này lên. Con này mở thế nào được biết nè. À đây, mở cái kiểu này. Bật nó lên. Ok. Rồi, giờ phải nhấc nhấc cái quả siêu tụ này lên nhá. Đây. Wow, các bạn thấy chưa? Đây là quả siêu tụ, các bạn nhìn thấy ở trong này cũng có dung này, dung dịch này. Nhưng mà cái dung dịch ở trong này nó trong hơn. Đấy, đây mình cứ để tạm cái này ra đây.
còn đây là quả tụ thường này đó. Thì bạn nhìn thấy ở đây hai trong một cái tụ thường thì cái dung dịch nó hơi vàng vàng tí này đây, còn cái này là siêu tụ thì dung dịch nó khá trong luôn đó. Rồi thì các bạn nhìn thấy ở đây quả tụ thường thì nó cũng có hai điện cực thôi đó, nhưng các cái điện cực của nó ở bên trong nó cuốn lại nó to hơn rất nhiều so với quả siêu tụ. Thì các bạn nhìn thấy ở đây quả siêu tụ xem nó có những cái gì nào. À đây các bạn nhìn thấy ở đây siêu tụ thì nó cũng chỉ có hai điện cực thôi các bạn nhé, đó đây, hai điện cực này. Còn ở đây nó có nhìn các bạn nhìn thấy ở đây là có bốn cái chân này, nhưng mà thực ra hai cái chân này là hai cái chân không đấu vào đâu cả, thì mục đích của nó là để khi mà nó hàn vào mạch để cho nó cứng cáp thôi, chứ còn nó cũng không có đấu vào đâu cả, nó chỉ dùng chân giữa và chân ngoài này thôi. Đây siêu tụ đây các bạn nhìn thấy không? Ok, chúng ta sẽ đi xem cái cấu tạo của cái con siêu tụ này, tại sao nó bé so với tụ thường như này mà lại tích được điện kinh khủng như vậy. Thì bây giờ mình sẽ mở hết nó ra. Bây giờ mình sẽ mở cái tụ thường này ra đã. Đấy. Nó nhớt nhớt như kiểu là cái dầu ấy các bạn ạ, dầu máy. Đây là bọc trong cái túi bóng này. Ồ, các bạn nhìn thấy ở đây cái điện cực đã bị rụng ra mất rồi. Đấy, điện cực nó hàn ở trên cái dưới này, điện cực trên thì ở đây nó bị rụng ra mất rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở nào. Những cái này nó là hóa chất thì nếu các bạn có thao tác thì các bạn cũng nên dùng găng tay vào nhé. Đấy. Đây là cái lớp giấy bóng bọc ngoài, bọc khá kỹ càng luôn. Đó. Mình sẽ mở hết dần cái tụ thường này ra đi ha. Ôi, bọc nhiều lớp giấy bóng thế. Đó, đây mình là đến cái lớp giấy bạc này. Thì hai cái điện cực của nó thì nó cũng sẽ cách nhau bởi một cái lớp giấy bóng mỏng. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây, điện cực của nó này. Rất chi là nhiều luôn. Nhưng mà một cái lớp giấy bóng của cái tụ thường này nó mỏng dính luôn các bạn ạ. Đấy, cái lớp này khá mỏng luôn. Dứt luôn cái này ra để cho dễ xem. Ôi, nó quặn rất chi là nhiều luôn các bạn này. Đấy, lớp giấy bóng của nó, giấy bạc nó chỉ cuộn cuộn như này rất nhiều luôn. Đấy. Thì một đầu ở đây là nó đổ cái chất dẫn điện này. Đây, đầu này thì là chất dẫn điện này. Do cái tụ này nó là cái tụ cao áp xoay chiều 220V nên là nó sẽ không phân biệt biệt cái đầu điện cực âm dương. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó rất rất chi là nhiều luôn. Ôi, cái này chắc tháo cho đến Tết cũng không xong hết cái này. Ôi dài thế. Đúng này. Ôi. Cái này rất dài các bạn ạ. Thôi chắc mình không không cần tháo nữa bởi vì nó cấu tạo nó chỉ cuộn cuộn như vậy thôi. Đấy, sau nó đấu ở hai cái đầu này ra các cái điện cực của nó đây, một đầu trên là ra một cực, đầu dưới ra một cực. Thì cái cực trên cực dưới nó như nhau bởi vì cái đây là cái tụ xoay chiều. Đây thì các bạn nhìn thấy đây, cấu tạo siêu tụ này thì nó rất nhỏ gọn thôi.
Và các bạn để ý ở trên cái điện cực này này, mỗi một cái đầu điện cực thì nó có tập hợp bởi ba cái lá nhôm nó cắm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ xem nguyên nhân vì sao mà một cái bộ siêu tụ này nó lại có thể tích điện được nhiều như vậy. Chúng ta chưa so sánh vội về cái điện áp các bạn nhé. Điện áp của quả siêu tụ thì thông thường nhà sản xuất người ta chế tạo điện áp khá thấp, nó tầm 3V đổ lại một quả thôi. Nhưng quan trọng nhất là cái khả năng tích điện ấy là nó rất chi là lâu luôn, tích được rất nhiều điện luôn. Nhưng mà các bạn nhìn thấy này, nó tích điện điện như thế nhưng mà tại sao lại nhỏ gọn như này, nó rất bé như này. Và hiện tại thông thường thì quả siêu tụ thì nó chủ yếu là dùng cái điện gọi là điện một chiều, nó có phân biệt cực âm cực dương. Rồi, đây mình đã bóc đây. Đây thì các bạn nhìn thấy đây. Đấy. Ô, các bạn nhìn thấy này, cái nước ở đây nó khô rất nhanh các bạn nhé. Đây này. Đây. Mở ra một cái, các bạn nhìn thấy nhá, cái nước nó khô rất nhanh luôn. Cái này đây các bạn nhìn thấy nhá, cái điện cực của nó này. Điện cực của quả siêu tụ thì nó gồm có hai điện bản điện cực này. Đấy, cái nước này khô cực kỳ nhanh luôn. Đó. Một bản điện cực trên đấy, cũng màu đen này, một cái bản điện cực dưới cũng màu đen này và nó cách nhau bởi một cái lớp giấy này và nó được nhúng trong cái dung dịch. Đấy, dung dịch dung môi điện phân đấy. À, các bạn nhìn thấy chưa? Ô, cái này nó không khác gì một cục pin các bạn nhé. Hôm trước mình đã mở cho bạn một cái cục pin lithium ra rồi. Thì các bạn nhìn thấy nó không khác gì một cục pin luôn. Nó cấu tạo cũng bởi hai cái lớp như này và nó quấn tròn lại. Thì đây các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ ra một cái đầu điện cực này. Đó, đến chỗ này là một đoạn đầu điện cực này. Đấy, bây giờ mình cắt cắt luôn cái đầu điện cực này ra đi. Đấy, đây là một điện cực nhá. Rồi. À, các bạn nhìn thấy không? Đến đây nó là một điện cực và đây là đầu một đầu điện cực như vậy ở đây. Thì, các bạn có thể thấy nếu như đấu theo cái cách kiểu như thế này thì là 1 2 3, 3 đoạn như này, một đoạn ba cái đoạn dài dài như này. Đây, từ đây đến đây. Ba cái đoạn dài dài như này là nó đấu song song với nhau. Thì đây bạn hình dung như đây nó là một cục pin thì đến đây là một cục pin. Đó, nó cuốn lại thành cục pin. Tiếp tục nó cuốn cuốn tiếp. Đấy, đến đây. Đến đây, 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 đến đây là cục pin thứ hai này và nó cứ đấu song song với nhau và đến cuối cùng nó là cục pin thứ ba. Đấy, nó cuốn tròn tròn như vậy, đây là cục pin thứ ba. Đó là có ba cục pin nó sẽ được đấu song song với nhau. Thì các bạn hình dung là một cục pin này nó có cái dung lượng là 100 fara chẳng hạn, thì ba cái cục pin này nó đấu song song với nhau. Đó, nó cuộn tròn là đấu song song với nhau thì ba cục nó sẽ cho ra cái dung lượng là 300 fara. Đó, thì ở đây cái tụ này các bạn nhìn thấy đây. Ở đây cái tụ là thông số trên vỏ tụ nó ghi là 360 farad này, 3V này. Đó. Thì cái điện áp của nó liên quan tới cái vòng quấn này các bạn nhé. Đây, cái vòng quấn như này. Cái vòng quấn này các bạn nhìn thấy là mỗi một cái đoạn pin như này, nó ngắn như này thôi. Nên là cái điện áp của nó sẽ không được cao. Nếu như mà muốn điện áp cao thì nó phải quấn dài và tụ nó sẽ rất to. Đó. Nên là tại sao siêu tụ nó lại không làm cái điện áp lớn hơn. Đấy, hoặc là có làm nhưng mà bởi vì đơn giản là cái chi phí của nó cao lên thôi. Và thứ hai nữa là cái tụ nó sẽ to hơn rất nhiều nên người ta sẽ thường làm những cái tụ với cái điện áp nó nhỏ nhỏ như vậy. Rồi thì các bạn có thể nhìn thấy là cấu tạo bên trong của nó thì nó chả có gì. Đây bên trong này không biết, mình không hiểu nó là cái lớp gì. Nó phủ một cái lớp chất gì này, chất gì ở trên. Đấy, hình như nó phủ lên một cái lớp nhôm. Đây là lớp nhôm. Đấy, mình thử xem cái lớp bên này xem nó là bằng cái gì. Đấy, hai bên là đều lớp nhôm các bạn nhé. Đấy, nó phủ một cái chất đen đen này. Cái chất đen đen này là cái khả năng tích điện khá khá lớn luôn đấy. Còn cái này nó là lớp nhôm. Đấy. Ok, mình cũng vừa mới cho các bạn xem bên trong một con siêu tụ với một con tụ thường nó có cái gì khác nhau thì các bạn đã nhìn thấy rồi. Đấy, bên trong cục pin lithium. Còn đây là tụ thường này, một đống giấy này, giấy lộn này. Đây, vẫn còn này, nhìn các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.